Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh bán hàng của đồ gỗ Minh Nghệ bên em nhé. Hôm nay cơ sở chúng em xin giới thiệu đến toàn thể quý anh chị khách hàng một bộ minh đế gỗ chắc 3 món. Hàng rất chi là VIP, siêu VIP nha anh chị nhé. Hàng là hàng nguyên khối, liền khối, không chấp ghép. Đấy, như anh chị có thể thấy này, một bộ minh đế 3 món gỗ chắc. Hàng làm tiêu chuẩn xuất tàu nha anh chị nhé. Mặt ghế ngồi cũng làm chuẩn kích thước tàu, không ăn bớt. Chuẩn kích thước là 6250 nha anh chị nhé. Cao là 98. Kích thước lỗ ban. Hàng đục đục te 100%, không đục máy. Còn đầu chân thì là đục máy thôi, sửa lại bằng tay. Các cái dép kia cũng là đục máy, sửa lại bằng tay. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho em qua số điện thoại ở trên màn hình, có cả Zalo anh chị nhé. Đấy, đây em sẽ quay chi tiết cho anh chị cùng xem và ngắm này. Đây là chi tiết vách. Vách này là vách một trần, anh chị có thể là làm vách hai trần cũng ok nhá. Anh chị nào quan tâm thích vách hai trần thì em sẽ làm cho vách hai trần nhá. Đấy, hàng đủ kích thước, mặt không lỗi lầm gì nha anh chị nhé. Mặt dày đủ một phân. Đấy, răng đế này, tua này. Tua này là tua chưa trổ thủng nha anh chị. Nào mà thích hàng trổ thủng thì em cũng có thể là trổ thủng cho anh chị, để cho nếu mà anh chị thích. Hàng là hàng thì làm 100% bằng máy tàu rồi. Anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại ở trên màn hình nhé. Đấy, đây cái phần tay này. Đấy, anh chị có thể nhìn thấy này, rất chi là kỹ đẹp. Em giám sát thợ làm rất chi là chỉnh chu luôn anh chị nhé. Phần tay này anh chị làm cứ yên tâm đi. Anh chị nào giao lưu với em thì cứ yên tâm này. Đây này, phần kết nối mộng này. Hàng này mộng tàu rồi, thế nên là anh chị yên tâm. Trong ngoài như nho như anh chị nhé. Hai xà chịu lực từ trước đôn trở đi, trong ngoài như nho gỗ chắc. Tìm được một bộ gỗ chắc đen hàng như thế này thì rất chi là quý hiếm rồi. Anh chị nào quan tâm thì nhớ là inbox cho em ngay. Hàng kích thước chuẩn phổ thông, kích thước tiêu chuẩn luôn anh chị nhé. Hàng tất cả mọi thứ làm giám sát thợ rất chi là kỹ, thế nên là anh chị cứ yên tâm. Hàng đây là trong xưởng hơi bụi bặm một tí, anh chị nào quan